mà chúng ta cùng đi tìm hả vua tiếng Việt ha, đi tìm vua tiếng Việt cùng em Hiếu Ba Lê nè. Chơi một vs một mới đúng. Đây, đang tìm đối thủ. Tao nè Hiếu, ghê vậy trời. Hiện ra hả? Ra quân. Quân lính hả? Lính gì? Ừ nãy xong lấy ra vẽ ha. Lấy ra vẽ là nó thua rồi. Lấy quân lính, lính canh. Lấy lính canh được nè. Lính canh, bạn nó lấy là canh chua. Chua mình lấy là chua. Chua lè. Mày nghĩ sao vậy? Lè mà lấy lè gì? Mày lấy lè lưỡi không có đâu, web lại ngu lắm. Tin tao đi. Lè lưỡi không có đâu. Lấy lè gì em? Ủa sao web lại có lè lưỡi vậy? Lưỡi trai. Đó, mém xíu thua á, mém xíu từ lưỡi á. Mém xíu là lấy chua lét đi là được rồi, tự nhiên lấy chua lè. Lấy chua lét đó, cái từ lét là nó cút. Lấy từ lét cái chua lét đâu đó. Trời ơi, lưỡi trai, có trai gì không shop? Trai gì shop? Ơ, không có trai à. Trời ơi, trai sáu múi đồ nè. Trai này trai kia đồ. Mà lưỡi trai cũng hơi khó nha, trai gái đồ. Tính trai gái không biết web này tính không. 1-0 nghiêng về cho cái Hiếu mà đầu VIP no 1. Rồi, người tiếp theo ạ. Đang tìm đối thủ. Đang chơi với chip. Tiếng cười, cười khà khà đồ không? Cười khà khà đó, cười khè khè đồ. Cười. Ôi vậy? Sao tự nhiên cái cười cái nó văng qua Shopee vậy? Trời, mấy cái web nó kinh tế gì vậy? Mình lấy từ cười cọt là chết rồi. Ai về từ cười nó không có má. Cười sập be. Mua gì cũng có, cười sập be. Người khác, người tiếp theo. Anti thằng Hiếu. Trời ơi, đặt cái tên gì tục tiểu vậy má. Giơ lên, đối thủ đang trả lời, lên xuống. Lấy lên xuống đi. Lên này lên kia đồ đó. Cái gì sao Shopee hoài vậy? Cái web này có thật sự là còn chơi được nữa không vậy? Cái web gì mà sơ khở ra là Shopee. Rồi đang chơi với bạn Win nè. Đòi hỏi hả? Đòi hỏi thì hỏi đấy, hỏi cưới đi. Hỏi cưới. Thôi nghỉ đi. Cái web này riết nó chèn Shopee vô giờ nó không có thiệt luôn á, thiệt á thầy. Lại thôi, từ hỏi cưới không có. Chu đáo để. Mày không có đáo để nữa đi. Đối thủ đang trả lời. Chúng ta đang chơi với bạn Hiếu ngu như trâu à. Đặt cái tên tục tiểu quá. Vậy cũng không vậy. Ôi gà. Đáo để. Để dành nè. Từ để dành nè. Từ để đó đồ này nọ đó. Rồi xong. Trừ một phải không? Rất là đơn giản. Rồi chúng ta chơi với bạn xin chào. Cho xin chào bạn xin chào nha. Bạn xin chào đang gặp từ bài báo. Để coi bạn nó sẽ để là báo gì. Báo đời, báo đớm đồ đó. Báo này, báo kia đồ không? Rồi sao bạn xin chào bị lắc rồi ạ. Người tiếp theo. Thi sĩ, đối thủ đang trả lời. Lấy sĩ gì? Sĩ phu hoặc là sĩ tử đồ đó. Lấy sĩ gì vô đây? Lấy sĩ diện hả? Diện thì chúng ta sẽ lấy là diện diện kiến. Mà bên bạn mình lấy diện kiến thì bạn này sẽ lấy là kiến tạo. Mình sẽ lấy là tạo gì ta? À bạn này lấy kiến trúc mà. Về đây. Trúc sinh, trúc xanh, trúc không có, trúc tre đúng không? Trúc phúc đồ không? Trúc nhân đồ không? Trời ơi, có trúc nhân luôn hả? Trời, có trúc nhân luôn kìa, trời ơi. Hay quá web ơi. Web cần phải cập nhật những cái từ như thế này vô nữa. Có trúc nhân luôn hả? Hay quá, anh trúc nhân cứu mạng rồi. Nhân từ. Từ tính. Được á, anh trúc nhân á, anh trúc nhân á, anh trúc nhân cứu á. Cái web này fan anh trúc nhân má. Tính cách thôi, không đừng chơi cách làm đi, lấy cách làm được á. Trời, từ nãy lấy từ bi hả sao? Làm bài hả? Bài biện không? Bài làm, bài tập đi, lấy bài tập đi cho nó phổ thông đi, kẻo mình thua nữa má. Lấy mấy cái từ nào nó dễ thôi. Mà lấy cái từ nào mà nó khó quá, tành rồi xong. Tành tạch được không? Bắn tành đó. Tành gì? Tành tạch. Ơi tành tạch có đó nha. Đúng rồi, đúng. Từ tành tạch có chứ sao tành tạch không có. Từ tành tạch là từ lái. Từ lái đó. Từ lái đó. Đó bắn tành tạch có mà. Tành tạch có mà. Trời ơi. Mày đi rồi IP ơi, mày tạch gì đây? Mày có tạch gì nữa? Tạch gì? Không có tạch gì hết. Tạch gì ta? Tạch tạch. Nếu mà lấy từ tạch tạch được á,
Thì tạch tạch cũng được, tại từ có từ lái tạch tạch mà. Rồi lại lại lại, cho lát đối thủ. Mình đang chơi với bạn Khôi Nguyên. Từ chối hả? Chối bỏ. Nãy tính lấy từ gì khó khó, chẳng hạn như là chối gì đó, bỏ bê tha đi, cho nó phổ thông. Hello cô Nguyễn Duy nha, hello em. Tha thứ, lấy thứ, tha thứ thì mình lấy thứ tha, đúng không? Ơ! Trời, tha thứ là một chuyện. Anh có tha thứ cho em không? Không, anh không tha thứ cho em đâu. Vậy anh thứ tha cho em đi. Ủa, tha thứ với thứ tha là khác mà, đúng không? Tha thứ là bỏ qua đó, còn thứ tha là nó khác, đúng không? Mà sao không có tha thứ nè? Kỳ vậy? Khổng Tử, sao lại nó lấy tên Facebook của tôi vậy? Tên Facebook hồi lúc tôi học lớp 7, lớp 8 nè, có thật. Thực tế. Nó thực tế. Thực tế được. Đừng nha, đừng để thua nha Khổng Tử, đừng để thua nha. Chơi cho nó ngầu lên nè, cho nó hoành tráng vô, kiểu như là đối gấp ghẻn lên. Nó đặt tên Khổng Tử xong nó vô, nó chơi đúng một từ, nó cút luôn má. Không mà cũng đúng mà, tại vì Khổng Tử là cái người Trung Quốc mà, ông đâu có giỏi về tiếng Việt đâu. Rồi, chấp nhận. Bạn Bimo, bạn Bimo chính xuất hiện, hiện tượng đồ không? Được, hiện tượng được. Tượng gì đây, bạn này sẽ lấy tượng gì? Tượng trưng đi, trưng bày đồ đó nhiều. Trời ơi, từ tượng, từ hiện tượng mà từ tượng không có luôn hả? Yếu, đó là yếu. Bạn Ivy nữa nè, trời ơi, bạn Ivy nữa nè. Cơ hội để bạn đó gỡ dục nè. Hòa Bình, bình phẩm. Cơ hội cho bạn này khắc phục nè. Hồi nãy chúng ta gặp bạn này một lần rồi, phẩm chất. Chất vấn đi. Ủa? Là ní? Má phát C mà tôi ghi là phát T. Trời ơi, chất phát. Trời ơi, tôi sai chính tả với má ơi. Trời ơi là trời. Vua tiếng Việt dữ chứ. Đó, như mọi người thấy thì sau khi cái sai của tôi thì tôi biết chất phát là phát TC nha mọi người ơi, chứ không phải là phát T. Thì chúng ta sai chính tả đó, là do chúng ta sai chính tả nha, chứ không phải là nó không có cái từ này nha mọi người ơi. Chất phát kia nha. Vợ của Hiếu Lê Blanc đó, trời ơi là trời. Bây giờ tôi phải chiến thắng người dạo của mình nữa hay sao? Xét xử, xử án. Rồi chơi với vợ rồi, má đang chơi với vợ rồi. Giờ đang đại chiến cả hai vợ chồng nè. Trời ơi, vợ non quá, xử án mà không có án gì hết trơn. Án mạng nè, án này án kia. Trời ơi, yếu. Của cải, cải lộn. Hiếu bò nữa chứ. Rồi chơi với lại, vừa chơi với Hiếu vừa chơi với bò nữa hả? Tự đắc thắng, thắng lợi. Ok, mình chơi mấy từ dễ dễ thôi. Thôi mình chơi dễ dễ thôi là được. Không cần mấy suy nghĩ mấy từ khó ép ta vô đường chết đâu. Lợi ích, ích kỷ. Hơn quá, còn nghĩ được tới ích kỷ á. Kỷ cương hả? Cương vị. Nãy tính lấy cương trực mà không biết trực là chữ C hay chữ T nữa nên không có dám ghi mà. Giờ dễ sai chính tả lắm. Vị trí hả? Trí Dũng Song Toàn. Chí Dũng được, lấy từ Chí Dũng được má. Dũng mảnh, mảnh hổ. Rồi nó có hổ gì? Hổ gì nữa khá xốp? Hổ phách. Hổ thẹn hả? Ủa, hổ thẹn hả? Từ đó giờ tôi tưởng là thổ thẹn không á. Hổ thẹn. Thẹn thùng bản lẻn đâu đó. Thẹn thùng mà. Thẹn thùng. Thùng gì? Có thùng gì? Thùng gì ạ? Thùng nước à? Nước hả? Nước, đừng lấy nước uống nha. Nước uống nó không có đâu. Nước ngọt đi. Lấy nước ngọt. Xong cái bạn này coi lộn, bạn này gọi Coca hoặc là Pepsi đó. Là cái web nó tính sơ thua. Ngọt ngào nữa ha. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Ngọt ngào. Ngào thì chúng ta lấy gì? Ngào, ngạt. Mày cút. Ngạt thở. Trời ơi, vẫn còn ngạt thở kìa. Má thiệt tình. Thở phào nhẹ nhõm không? Thở
thở phào. Thở vẫn còn phào, phào gì nữa trời, phào gì trời, phào gì nữa ta, phào gì nữa giờ, hết rồi, hết rồi. Phào gì ta, tôi không nghĩ ra từ phào nào luôn á, tôi không biết còn cái từ nào từ phào gì nữa không. Hết rồi đúng không? Hết rồi, từ phào nữa là hết rồi. Thở nè, ví dụ mình để thở oxy hoặc là thở gấp đồ này nọ đi là vẫn còn đỡ được đi, thấy không? Thở phào là hết, hết rồi, hết phào gì rồi. Phào phào á, ấy phào phào không biết có được không má. Không biết là phào phào có tính không đó. Trời, được, được, được. Ờ, sao bạn nó không lấy là phào nhẹ nhõm nha. Mình đang chơi với lại anh bò đẹp trai. Ủa bò anh đang nhập vô sao hay vậy con? Cho nên, nên gì? Nên duyên, lấy nên duyên đi. Bắt đầu từ nên duyên. Sao mày ngu dữ vậy bò? Quên bò mà, có học hành mẹ gì đâu. Bò mà mọi người, anh bò đẹp trai của mọi người mà có học hành mẹ gì đâu thì học cả anh mẹ quần què đâu biết vô thi cử gì má. Thôi dẹp đi, chia buồn cho anh bò ha. Không chắc anh bò tính ghi á, mà anh bò có con tay rồi nên anh bò ghi không được á má. Bò không ghi được, bò chịu anh bò đấy. Trừ bọt anh bò. Cơn bão hả? Ô Hiếu Pro VIP No 1 đang chơi với Hiếu leo bờ lăng. Cơn bão, 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 bão táp. Đâu có táp gì đâu, không có táp gì hết á. Thiệt, không có táp gì đó. Thua rồi đó, xong rồi đó. Xong rồi, hết rồi. Ví dụ mà bão tố đi, còn có tố tụng đồ này nọ nha. Bão táp cái là cút luôn. Hết, bão táp cái là dẹp. Hello bạn Trân Thùy nha, cái lô shop cáp tên gì Hiếu nè. Nói từ chấm online, tất cả các bạn đều có thể chơi tại đây hết trơn nha. Các bạn không thích chơi với Hiếu thì các bạn có thể vô chơi với bạn bè hoặc là ai cũng được hết trơn á. Cho nên là tổng hợp lại để chúng ta có thể chơi nói từ với lại nhau đó. Web này cũng khá là ok. Má mình nghĩ tới vậy luôn rồi, mình đi tính trước luôn rồi đó, mình thua. Gì vậy bà này, bà bị gì vậy? Bà chết rồi, bà thua ngay cái từ đầu tiên của cái web đó tự cho luôn má. Không hiểu. Quả thật, Mafia Internet. Mafia Internet nữa. Đỡ không nổi, thua luôn. Này là ông này chưa biết tôi là Hiếu Lê Tân Ích rồi. Quả thật, thật thà. Thà người đừng hứa. Thà gì ta? Thà mà lấy là ví dụ là thà rằng thà chết hả? Không biết cái web nó có tính luôn á. Không biết là nó có tính luôn á. Đúng luôn, thà người đừng hứa. Thà người đừng hứa.